Xin chào bạn đọc của Sài Gòn Tiếp Thị và các thành viên của group Ăn Ngon Nấu Khéo. Như các bạn đã biết thì trong tháng 12 vừa qua chúng ta đã thực hiện loạt các món ăn ngon với chủ đề loài giáp sát. Và hiện nay thịt gà là một trong những nguyên liệu phổ biến, đơn giản để chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Chính vì thế mà chủ đề lần này cũng chính là thịt gà. Mời các bạn cùng đến với phần hướng dẫn thực hiện từ bếp trưởng Vũ Nguyên. Xin chào anh Vũ Nguyên. Đầu tiên cảm ơn anh đã nhận lời mời để tiếp tục hướng dẫn đến bạn đọc những món ăn ngon. Và hiện nay thì anh đang muốn hướng dẫn đến mọi người món ăn nào ạ? Thì hôm nay Nguyên sẽ hướng dẫn mọi người đó là món cơm gà hoa đậu biếc. Vì sao mình chọn món cơm gà hoa đậu biếc để hướng dẫn đến bạn đọc? Thì theo Nguyên thấy thì hoa đậu biếc hiện tại nhiều người rất là thích. Đó thì cũng dễ mua, dễ tìm. Cho nên là Nguyên muốn giới thiệu hoa đậu biếc tới cho mọi người. Dạ. Và nguyên liệu để chuẩn bị cho món ăn này một cách đầy đủ nhất và đạt chuẩn nhất thì mình cần phải có những nguyên liệu nào ạ? Để làm cơm gà hoa đậu biếc này đó thì nguyên liệu của chúng ta gồm có đó là gạo, gà, hoa đậu biếc khô, gia vị thì là có là muối, đường, giấm, nước tương, quế, bông hồi, một ít nước cốt dừa, dầu mè, mật ong, tương ớt, tiêu và mù tạt vàng. Rau củ mà để ngâm chua đó thì chúng ta sẽ có là cà rốt, dưa chuột, củ cải đường. Dạ. Thực tế thì chúng ta thấy là nguyên liệu này cũng không quá khó để tìm. Tuy nhiên để làm một món cơm gà hoa đậu biếc đạt chuẩn thì chúng ta không thể thiếu những nguyên liệu cơ bản nào nhất ạ? Để mà đạt chuẩn cái món cơm này đó thì mình sử dụng hoa đậu biếc là vừa phải thôi. Để mà mình lấy một cái màu đẹp nhất. Chứ mình sử dụng nhiều quá thì nó đâm ra một cái màu là nó sẽ bị đậm. Màu cơm của mình không đẹp và gà, thịt gà của mình là mình phải ướp vừa tới và mình nướng vừa tới. Dạ. Và các khâu chuẩn bị cụ thể cũng như là các công đoạn cần thiết nhất để mà mình làm món ăn này gồm có những cái công đoạn nào ạ? Đầu tiên thì mình sẽ nấu cơm nè, rồi mình ướp gà, mình đi nướng, rồi mình làm nước sốt mình để ăn kèm. Mình làm rau củ ngâm chua mình cũng ăn kèm với cơm cho nó đỡ ngán. Dạ. Và bây giờ thì mời anh bếp trưởng Vũ Nguyên sẽ hướng dẫn chi tiết đến bạn đọc. Rồi, để thực hiện món ăn này thì đầu tiên chúng ta sẽ nấu cơm. Chúng ta sẽ cho gạo. Gạo đây thì Nguyên vo sẵn rồi. Hoa đậu biếc. Nước hoa đậu biếc thì Nguyên có ngâm sơ với nước ấm mà để lấy nước và tạo màu. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ ướp gà. Ướp gà để nướng. Chúng ta sẽ ướp với một ít dầu mè, một ít mật ong để tạo màu cho gà, một ít muối, nước tương và một nhánh bông hồi, một nhánh quế. Rồi, sau đó thì chúng ta sẽ đem đi nướng. Nướng ở đây thì chúng ta sẽ nướng ở nhiệt độ là 160 trong vòng là 30 phút. Trong thời gian mà đợi cơm chín thì Nguyên sẽ là cắt rau củ mà để ngâm chung với giấm đường để mình ăn kèm. Đầu tiên là củ cải đường. Của cái đường thì Nguyên chẻ muối cao. Rồi.
cà rốt baby. Mình có thể sử dụng là cà rốt bình thường cũng được. Cà rốt thì mình chẻ đôi ra. Rồi, dưa chuột. Mình có thể sử dụng là dưa leo. Chúng ta sẽ pha và nước ngâm chua với rau củ này. Đầu tiên chúng ta sẽ có đường, giấm, ít muối. Chúng ta quậy đều lên. Ta sẽ cho hết những cái này vào ngâm. Ngâm khoảng 30 phút là cái này nó sẽ hoàn thành. Rồi. Tiếp tới thì chúng ta sẽ làm phần nước sốt mà để ăn kèm với gà. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt bếp lên. Ta sẽ cho một ít dầu mè vô. Ít quế cây và một bông hồi. Vừa rang lên. Khi mà chúng ta nghe mùi thơm rồi đó thì chúng ta cho nước vào. Đợi phần nước này nó sôi rồi đó thì mình sẽ cho tất cả gia vị cần thiết này để hoàn thành một cái loại nước sốt để ăn với gà. Nước sôi rồi thì chúng ta sẽ cho gia vị vào. Tương ớt, nếu mà ăn cay thì mình có thể cho thêm tương ớt ha. Đường, một ít tiêu, một muỗng mù tạt vàng. Rồi, ta sẽ cho một ít nước tương. Và một ít mật ong nữa. Ta nấu cho cái này nó cô đặc lại thì cái phần nước sốt của chúng ta sẽ ngon hơn. Rồi, phần nước sốt chúng ta đã xong. Tắt bếp và chúng ta sẽ cho ra đây. Rồi, chúng ta đã có một phần nước sốt gà. Thì ở trong phần nước sốt này, Nguyên sẽ sử dụng là mù tạt vàng. Tại sao Nguyên sử dụng mù tạt vàng? Thì để mà cân bằng lại cái độ chua, độ ngọt trong cái nước sốt. Tại vì nước sốt mình đã sử dụng nước tương với đường rồi, thì nó chỉ có hai vị là mặn với ngọt thôi.
Mù tạc vàng sẽ tạo độ chua và độ béo cho cái phần nước sốt này. Đó. À, rau củ thì Nguyên ngâm gần xong rồi đó. Thì mình ngâm trong vòng 30 phút là độ chua ngọt nó đã ngấm vào rau củ thì mình sẽ vừa miệng, ăn vừa miệng rồi đó. Thì nếu mà ở nhà các bạn có thời gian làm mà để muốn ngon hơn thì chúng ta rau củ cắt đem đi phơi một nắng, rồi sau đó rửa sạch lại và ngâm với giấm đường, một giấm một đường, một nước và một xíu muối nữa. Rồi cơm thì của chúng ta cũng đã chín và gà cũng đã chín rồi. Thì bây giờ Nguyên sẽ bới cơm ra và lấy gà ra mình deco lên. Gà chúng ta đã nướng chín rồi ha. Ta sẽ cho một ít rau củ vô chén. Rồi, phần nước sốt chúng ta sẽ cho vô đây. Ta sẽ cho một ít hành bào lên. Một cái bông. Rồi. Món ăn của chúng ta cũng đã hoàn thành. Dạ, xin chào anh Nguyên. Theo Dung thấy thì món ăn của chúng ta đã rất là chỉnh chu và một cái mùi rất là hấp dẫn luôn á. Thì thưa anh, thì để tạo được cái màu này có phải là do là mình sử dụng nguyên liệu tự nhiên là hoa đậu biếc hay không ạ? Đúng rồi. Ở đây thì Nguyên sử dụng hoa đậu biếc mà để tạo ra một màu như thế này. Dạ. Mình cũng có thêm nước cốt dừa nữa, nhưng mà ở đây Nguyên sẽ không cho nước cốt dừa vào. Tại vì nhiều người không ăn được độ béo. Đó, ví dụ như Dung không thích ăn béo thì Nguyên không cho vào.
Đó, còn nếu ở nhà các bạn muốn ăn béo thì có thể bỏ nước cốt dừa vào và nấu chung với cơm. À, theo kinh nghiệm hồi xưa thì Dung hay thấy ông bà và cha mẹ hay làm á, thì khi mà thêm nước cốt dừa vào nữa thì không những là sẽ tăng độ béo mà sẽ tạo thêm độ bóng của cái hạt cơm, đúng không anh? Đúng rồi. Và bây giờ thì xin phép mọi người Dung sẽ thưởng thức, tại vì đứng đây á, mọi người mới cảm nhận được là nó thơm mà nó hấp dẫn đến là mình không thể nào mình chờ đợi lâu thêm được nữa đâu. Bây giờ mình thử nha. Cơm. Gà. À, thưa anh, theo Dung thấy á, thì mình được biết á, là người Việt của mình á, không những thích béo mà cũng thích vị chua chua trong các phần ăn hàng ngày. Vì vậy mà mình đã có thêm phần rau củ ngâm chua, đúng không anh? Đúng rồi, rau củ ngâm chua ở đây thì những nguyên liệu mà rất dễ ngâm, rất là dễ tìm của người Việt. Trong đó thì gồm có là dưa leo nè và cà rốt. Cái màu rất là bắt mắt của hoa đậu biếc, mùi thơm nhẹ nhàng cùng với là một cái vị rất là hấp dẫn từ cái mùi dưa leo tự nhiên và có chút mùi vị chua chua. Thì bây giờ xin phép mọi người chúng ta cùng bắt đầu thưởng thức nhé. Có vị thanh nhẹ nhàng, đúng không anh? Đúng rồi. Và theo anh á, thì giữa cái mùi hoa đậu biếc này và cái vị của cái thịt gà thì đâu là cái điểm nhấn đặc sắc nhất để tạo nên một cái món ăn đặc trưng này? Cái điểm nhấn của hoa đậu biếc này đó thì nó sẽ có là một cái mùi trà. Mùi trà ở trong này thì cơm của mình sẽ nghe là mùi trà, và gà thì mình ướp với một ít dầu mè. Hai cái sẽ kết hợp lại và tạo lên một cái điểm nhấn món ăn nó rất là thơm và hòa quyện với nhau. Dạ, để Dung thưởng thức mùi gà nhé. Dung nghĩ là mọi người nên bắt tay và thực hiện vào ngày mai đi ạ. Tại vì món ăn này nó vừa thơm, vừa ngon và nó cũng không quá béo, để những cái chị em mà thích giảm cân như Dung đây thì có thể là ăn liền và có thể ăn nhiều nữa đó. Một lần nữa thì xin cảm ơn bếp trưởng Vũ Nguyên đã hướng dẫn chi tiết đến bạn đọc của Sài Gòn Tiếp Thị cũng như là các thành viên của group Ăn Ngon Nấu Khéo. Và như mọi người đã biết thì chia sẻ ngay từ đầu thì anh Vũ Nguyên cũng sẽ hướng dẫn đến chúng ta những cái thức ăn trong kỳ phát sóng tiếp theo, đó chính là những cái món ăn với chủ đề về thịt gà. Không biết là anh có thể giúp Dung cũng như là các bạn đi bật mí chút xíu, chứ không có phải là nói rõ ra về cái món ăn tiếp theo mình sẽ thực hiện thì cần có chuẩn bị nguyên liệu gì và điểm nhấn của món ăn sắp tới là gì không ạ? Thì món ăn sắp tới là cũng một nguyên liệu gà, nhưng mà Nguyên sẽ nấu súp. Còn súp gì thì các bạn đón xem vào kỳ sau nha. Mời các bạn chúng ta cùng đón theo dõi trong kỳ sau. Còn bây giờ thì Ngọc Dung cùng với bếp trưởng Vũ Nguyên xin chào và hẹn gặp lại.